chàng ơi làm cái gì vậy chuột? Con làm cái gì? Con gích ở đâu? Ôi ơi trời, rồi nó hết chuyện, nó chơi, nó đi vô trong toilet, nó lấy cái xô đựng nước ra, rồi nó cầm đồ gấp, nó gấp. Nước bự dài đúng nhỉ? Con nói con gích bự, gích dài đó hả? Ai dạy con vậy? Ai dạy con vậy? Cô dạy con. Cô nào dạy? Cô biết chưa? Hả? Cô biết chưa? Đó, coi kìa. Mày đẹp. Cái đó cái gì vậy? Để vô câu mẹ đây rồi để rủ ra cha của mẹ. À rau câu mày để ông rủ rồi cha lấy ra hả? Cha lấy ra làm gì? Cho con. Lấy ra cho con á hả? Ơi đó. Mở tủ phá ha. Mở tủ phá đâu, mở rau câu gì? À mở tủ mở rau câu luôn chứ không có phá hả? Chuột có phá không? Có không? Trời ơi, nó sáng sớm em thức dậy đó, nó thức trước em á ông bà cô chú. Em thức gì em chưa rửa mặt nữa nè, em mới thức luôn á. Em mới thức trong nhà em đi ra, cha nó đi làm, cha nó mới kêu em dậy thức canh á, nó thức sớm lắm. Rồi cái đầu cái phá cái gì nó vậy? Em bự ơi là bự. À, em bắt được con gích nó bự ơi là bự luôn đó hả? Cả nhà biết sao không? Hôm hôm là anh hai nó đi lấy cái thùng bê này nè, hôm hôm con gích đâu bò vô nhà, con gích to lắm ông bà cô chú. Bò vô nhà. Xong cái đầu anh hai đi lấy cái xô, lấy cái gấp gấp gì đó. Đó giờ cái đầu nó đi lấy, cái đầu nó đi lấy dài dài nó gấp á, nó kiếm đồ rồi nó gấp con gích nữa. Anh hai nó. Gấp cái gì? Gấp một đống rồi đó hả? Được chưa? Sao? Còn con gích nữa đâu? Cờ còn con gích nữa đâu đi kiếm con gích nữa hả? À, rồi. Chín được rồi. Chín được rồi đó hả? Gom hết đồ chơi bỏ vô, cái gì cũng gom bỏ vô luôn á hả? Ai dạy con vậy? Dạy con. Rồi, nó đi nó chui nó lòn nó kiếm là toàn đồ chơi nó bỏ đầy nhà đó ông bà cô chú. Kiếm đồ này đồ kia gấp bỏ vô. Nãy cái gấp đó đâu vậy mà con lấy vậy? Bỏ vô. Đừng có xạo, anh hai còn ngủ nữa kìa. Anh hai còn nằm ngủ mà nó anh hai lấy hồi nào? Anh lấy được. Bắt được con gích. Trời ơi. Ông bà cô chú coi nó đi lại tới gấp cái tay mà nó bắt được con gích to. Đây nè, đây mới gấp gích cho. Đây nè. Đó, gấp được con gích to ơi, là to rồi đây, con gích to. Cái mẹ cũng to nè. Gích con á. Dạ. Dạ đâu? Trời. Cắn gích luôn hả? Gích nè, gích gích kẹp nè, gích kẹp nè, gích kẹp nè, gích kẹp nè. Ấy da. Rồi. Gích kẹp, gích kẹp, gích kẹp. Da đau quá. Bà. Con đừng có đụng vô cái quạt. Dạ bây giờ có đi dẹp cho mẹ không? Chơi bao nhiêu được rồi? Hả? Có dẹp cho mẹ không? Chuột. Bắt được một đống gạch.